sao bà con ở đây á ai cũng nhìn mình hết à? Em mắc cỡ. Chắc tại người ta thấy anh đẹp trai á. Em bị gì vậy? Thì em nghe anh nói anh đẹp trai á, em muốn bệnh luôn. Lần đầu tiên em về Trà Vinh, nhưng mà em biết nhiều lắm đó nghe. Em biết cái gì nè? Thì biết như vậy đây nè. Khi ai nhắc về Trà Vinh, đầu tiên nghe hai chữ chân tình. Ai ơi dấu ngàn dặm xa, một lần thôi xin ghé qua. Nơi đất ngọt lời thương nhớ, nơi đi vào từng trang thơ. Khúc ca Trà Vinh tình đất tình người. Ngược